Hi, xin chào mọi người, lại là hai vợ chồng mình đây. Chào anh. Cô chú và các bạn nha. Hôm nay hai vợ chồng mình nấu cá kho bầu với cá chiên nha. Cá mình mới đổ vấn đây nè. Đó, bầu đó. Ê, em thấy sau lưng anh có trái dừa nữa kìa. Anh kho bằng nước dừa. Dữ luôn. Cá kho bầu. Thử tỏi mình xào bầu nha nha. Nó sau khi tỏi mình nó khi nó thơm mình đổ bầu mình xào. Mình ướp cá mình để mình kho cả nhà. Mình cho bột ngọt, đường với nước mắm này vô cho nó thấm trộn nha cả nhà. Sau khi mình đổ nước dừa vô xong thì giờ mình đậy nắp lại nha cả nhà. Thì mình nước cá mình chiên nha cả nhà. Nước sau bây giờ mình mở nắp ra mình hớt bọt nha cả nhà. Cả nhà mà nêm chưa gì ăn thì cả nhà thêm nước mắm cho nghe cho nó thơm cho nó đậm vị nha cả nhà. Sau khi mình nêm nếm thấy vừa ăn chờ nó chín rồi thì mình để hành vô nha cả nhà. Rồi thế là mình nhắc xuống. Bắt chảo lên nó nóng mình đổ dầu vô nha cả nhà. Hồi nãy giờ anh chiên cá bộ anh ngủ gục hả? Chết ngạt. Vậy là cả nhà chịu nổi không? Quá. Nó quá trời nó vàng luôn chứ nó không có khét cả nhà ơi. Nó ngon rồi đã. Nhìn vậy chứ ngon lắm nha. Cũng đã nấu xong rồi thì bây giờ mình dọn ra mình ăn cơm đi cả nhà. Đứa này hai món cả nhà ơi. Cá chiên, cá muối chiên. Đây là cái rô kho bầu. Ông bà cô chú và các bạn nha. Hôm nay giờ chồng mình cũng làm cơm xong rồi, mời ông bà cô chú và các bạn ăn cơm nha. Chào bà cô chú và các bạn, mời ông bà cô chú và các bạn cùng ăn cơm với hai chồng mình nha. Này cá kho bầu với cá chiên nha nha. Cơm là khô dữ ta. Mời nhà ăn cá rô kho bầu nha. Kho nước dừa thơm quá. Kho nước dừa thơm nó ngọt lắm nha. Mời ông bà cô chú các bạn cùng ăn cá nha, cá rô uống luôn nha mọi người. Cá rô ăn hơi sương, nó thịt nó ngọt, nó béo ghê, nó thơm.
Anh ăn cá rô hơi xương hả? Mình thấy nó quá chạy xương với hơi luôn. Xương của đỉnh luôn. Cá rô kho bầu mà kho kiểu lạc lạc cả nhà. Chưa ăn cơm được. Cô chiên nữa nha. Giờ hôm nay là mặn cá rô để cái đồng. Đây là cái đầu xương cứng ăn không được, nhưng mình để cái đầu nhìn nó đẹp hơn. Bữa nay không có trái cây ăn tráng miệng nha anh. Bà đồ rẫy bà không có bán. Mày ăn cơm lo nhả xương không chắc họ nghĩ ăn cơm nữa. Mình nấu bằng nước dừa ngon chứ nha. Dạ. Nó ngọt tự nhiên với lại nó thơm như nước dừa. Canh kho hả anh? Giống kho bầu là kho lạc á. Dạ. Nó cứ hơi mặn mặn chút thôi. Có chuyện đỡ không? Sáng đúng cột bọng đổ cà phê ra gô nửa bao. Sáng nó ngủ em đi, thấy em còn ngủ thôi em đi. Chưa.
cái kho lạc này cái nước nó ngọt quá, mình làm canh nha cả nhà, nó ngon quá. Gái mình giỡn nha, cười quá trời cười. Ruột cả gạo uống. Mà lúc mình mặn thấy chín nhiều lắm luôn á. Đẹp mùa mưa. Chín rồi nè. Có chín là nó đẻ. Gió nó co kẹt cái nhà luôn rồi. Trời gió rung rinh ra. Ngon quá. Bột kho thấm dừa ăn thơm. Em xem chưa? Chưa. Hả? Chưa. Có dụng miếng hả? Bán cái gì? Mặn mặn vậy ăn hả? Dạ. Mà nó chiên anh ăn cá kho. Có lỡ con cá là nó cá cái xương quá. Cá là chiên á, cái xương cũng giòn. Chín rồi, chín rồi. Mình đút cho nó mâm mâm mâm. Cầm được vào chú ơi. Hai chồng cũng ăn cơm xong rồi, hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Hai chồng nhớ đăng ký ủng hộ hai chồng tất cả mọi người nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Cả nhà nhớ ủng hộ kênh và đăng ký cho hai chồng nha.